xin gửi đến quý vị những diễn biến mới nhất về tình hình chiến sự Nga, Ukraine và thế giới trong 24 giờ qua. Tin báo Mỹ, Hamas tấn công Israel làm Iran ngạc nhiên. Các nhóm vũ trang ở Trung Đông đe dọa tấn công căn cứ quân sự của Mỹ. Israel thành lập nội các thời chiến, tuyên bố quét sạch Hamas. Nga Khoảng sợ trước UAV hàng nặng bí ẩn từ Ukraine Nga tấn công mạnh, dùng lực bao vây áp dipka Quân cảng Sevastopol, Crimea đồng loạt bị tấn công, Nga báo động khẩn Thêm một tàu chiến của hàm đội Biển Đen bị hư hại Và bây giờ sẽ là những nội dung chi tiết Thiên ý mến chào quý khán thính giả đang xem tin tức trên kênh HTD News Tình báo Mỹ, Hamas tấn công Israel làm Iran ngạc nhiên. Quý vị thân mến, nguồn tin thân cận với tình báo Mỹ của Reuters và New York Times cho biết, dù Iran có thể biết việc Hamas lên kế hoạch tấn công Israel, nhưng họ vẫn rất ngạc nhiên trước cuộc tấn công với quy mô lớn vào ngày 7 tháng 10. Từ lâu, Iran đã khủ thuẫn phong trào kháng chiến của giáo Hamas với cả kinh phí và vũ khí Việc Hamas tiến hành chiến dịch quân sự on Assad Blood, cơn lũ on Assad, tấn công tổng lực vào Israel vào ngày 7 tháng 10 đã đặt ra nghi vấn về việc Iran có trực tiếp hỗ trợ trong chiến dịch này hay không. New York Times là tờ báo đầu tiên đưa tin Mỹ đã thu thập thông tin tình báo về việc các lãnh đạo chủ chốt của Iran không biết cuộc tấn công sắp xảy ra và đã bị bất ngờ. Thưa quý vị, nguồn tin thân cận với tình báo Mỹ của Reuters khẳng định, các quan chức Iran thường được thông báo về hoạt động quy mô lớn của Hamas. Song với vụ tấn công mới nhất, Iran có thể đã biết Hamas đang lên kế hoạch hành động chống lại Israel, nhưng không nắm rõ thời gian hoặc phạm vi chính xác của cuộc tấn công. Nguồn tin này cũng cho biết Washington vẫn đang tìm kiếm các bằng chứng về sự liên quan của Iran với cuộc tấn công mới nhất của lực lượng Hamas một quan chức Mỹ đề nghị không nêu tên cho biết còn quá sớm để đưa ra bất kỳ kết luận cuối cùng nào. Người phát ngôn tòa bạch ốc John Kirby vào ngày 11 tháng 10 lặp lại nhận định của Mỹ rằng Iran đồng lõa vì có mối quan hệ lâu năm với Hamas, nhưng họ chưa có bất cứ bằng chứng nào chỉ ra sự hỗ trợ cụ thể của Tehran với lực lượng vũ trang Hồi giáo người Palestine này trong cuộc tấn công vào ngày 7 tháng 10. Mặc dù người phát ngôn của Hamas xác nhận Họ được đồng minh Iran và một vài bên khác hỗ trợ, nhưng lãnh tụ tối cao Iran, Ayatollah al Ali Khamenei, vào ngày 10 tháng 10 đã khẳng định Tehran không liên quan đến cuộc tấn công. Các nhóm vũ trang ở Trung Đông đe dọa tấn công căn cứ quân sự của Mỹ. Hãng Reuters vào ngày 11 tháng 10 đưa tin, các nhóm vũ trang có thế lực ở Iraq và Yemen dọa tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ nếu Washington hỗ trợ Israel, can thiệp vào xung đột israel hamas Kataib Hebolas, một nhóm vũ trang khác tiếng tại Iraq, được cho là có quan hệ với Iran, tuyên bố sẽ dùng tên lửa và UAV để tấn công các căn cứ Mỹ ở Iraq nếu Washington can thiệp vào xung đột giữa Israel và Hamas. Các quan chức Mỹ từng cáo buộc Qatar Kebulas thực hiện nhiều vụ tấn công nhằm vào các căn cứ của Mỹ ở Iraq, dù nhóm này phủ nhận trách nhiệm. Mỹ hiện có 2.500 binh sĩ ở Iraq và 900 binh sĩ khác ở Syria với nhiệm vụ cố vấn, hỗ trợ các lực lượng địa phương đối phó với tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng. Nhóm khủng bố từng chiếm giữ nhiều vùng lãnh thổ ở cả hai nước. Hadi al-Amiri, chính trị gia Iraq và lãnh đạo lực lượng bán quân sự Bad Organization của Iran cũng đã đưa ra cảnh báo tương tự nhóm Kataib al Anamiri tuyên bố vào ngày 9 tháng 10 nếu người Mỹ can thiệp, chúng tôi cũng sẽ làm vậy. Chúng tôi sẽ coi toàn bộ những thứ liên quan đến Mỹ là mục tiêu hợp pháp. Bad Organization có liên kết với lực lượng huy động dân quân Iraq, một tổ chức bán quân sự được nhiều phe phái ở Iran hậu thuẫn lực lượng này công khai ủng hộ các phe phái Palestine. Theo Reuters, trong những năm qua, lực lượng dân quân Iraq được Iran hậu thuẫn thường xuyên tấn công các lực lượng Mỹ ở Iraq và đại sứ quán Mỹ ở Baghdad bằng tên lửa. Tại Yemen, một quốc gia trung đông khác, lãnh đạo của phong trào Houthi do Iran hậu thuẫn, ngày 10 tháng 10 cảnh báo rằng nhóm này sẽ đáp trả bất kỳ sự can thiệp nào của Mỹ vào giải Gaza bằng tên lửa. UAV tự sát hoặc các lựa chọn quân sự khác. Người này còn cho biết Houthi sẵn sàng phối hợp với các thành viên khác của trục kháng cự, bao gồm các phe phái Hồi giáo dòng Sitte ở Iraq và Hezbollah ở Liban. Phong trào Khoti đã đối đầu với liên minh do Ả Rập Saudi dẫn đầu kể từ năm 2015, trong cuộc xung đột khiến cho hàng trăm ngàn người thiệt mạng. Gaza đã có năm 2022 tương đối yên bình khi các cuộc đàm phán hòa bình có kết quả thuận lợi. Israel thành lập nội các thời chiến, tuyên bố quét sạch Hamas. Hôm qua, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã thành lập chính phủ đoàn kết khẩn cấp thời chiến cùng với lãnh đạo đảng Đoàn kết Quốc gia đối lập cựu Bộ trưởng Quốc phòng Benyamin. Nội các thời chiến này sẽ tập trung hoàn toàn vào cuộc xung đột hiện nay với các nhóm vũ trang giải Gaza. Phát biểu tại buổi lễ thành lập, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benin Gan tuyên bố sự hợp tác này không mang yếu tố chính trị mà đó là số phận chung của Israel. Giờ đây, mỗi thành viên nội các Israel đều là những người lính. Đó là thông điệp mà Israel muốn gửi tới kẻ thù. Trong khi Thủ tướng Israel tuyên bố chính phủ thể hiện tình đoàn kết khi những khác biệt chính trị được gạt sang một bên trong bối cảnh số phận đất nước bị đe dọa cũng tại buổi lễ công bố chính phủ đoàn kết bộ trưởng quốc phòng đương nhiệm israel joab galen tuyên bố chúng tôi ở đây để nói với mọi người rằng chúng tôi sẽ xóa sạch thứ gọi là hamas khỏi bề mặt trái đất nó sẽ không tồn tại nữa Xung đột Israel và các nhóm vũ trang Gaza dự kiến sẽ còn leo thang. Hiện Israel đã tập hợp nhiều xe tăng, xe bọc thép để chuẩn bị cho một cuộc đổ bộ vào Gaza. Các trường học được chuyển sang học trực tuyến. Công dân được trang bị vũ khí quân sự, trong khi các cuộc không kích Gaza được tiếp tục trong những giờ qua. Cho đến nay, các cuộc không kích của Israel vào Gaza đã khiến cho hơn 1.100 người thiệt mạng và hơn 5.000 người bị thương. 535 tòa nhà dân cư đã bị phá hủy, Phía quân đội Israel cũng xác nhận đã tiêu diệt được khoảng 1.000 tên súng Palestine xâm nhập lãnh thổ nước này vào trước đó. Về phía Hamas, lực lượng này tuyên bố vẫn đang chiến đấu bên trong lãnh thổ của Israel vào ngày 11 tháng 10, đồng thời từ Gaza phóng thêm nhiều tên lửa vào lực lượng Haifa của Israel. Nga khoảng sợ trước UAV hạng nặng bí ẩn từ Ukraine Ukraine đã phát triển một máy bay không người lái bí mật có thể mang theo đầu đạn nặng 30kg và có tầm bay lên tới 800km. Quỹ từ thiện Sergei Bytola và các tình nguyện viên Sergei Stanenko, Iko Lachinkov đang gây quỹ để mua những chiếc UAV bí ẩn này cho quân đội Ukraine. Chiến dịch gây quỹ cho 100 máy bay không người lái tầm xa, còn được gọi là BOROK, được công bố vào thứ Ba, ngày 10 tháng 10. Ước tính cần phải quyên góp tới 175 triệu UAH, tương đương với khoảng 4 triệu USD, để mua đủ số lượng máy bay không người lái này. Chiến dịch gây quỹ có tên là One More Time và nó sẽ kéo dài trong 3 ngày. Những máy bay không người lái tự xóa của Ukraine này có tầm bắn lên tới 800 km. Chúng sẽ cung cấp cho lực lượng phòng vệ Ukraine khả năng tấn công vào các mục tiêu quan trọng của kẻ thù ở sâu trong hậu phương. Đánh giá dựa theo số tiền mà các tình nguyện viên đang quyên góp để mua 100 máy bay không người lái moroc cho quân đội Ukraine. Giá của một chiếc moroc là 1,75 triệu UAH, tương đương với 40.000 đô la Mỹ. Quỹ từ thiện Seki Pritula tuyên bố, cùng với Seki Trenenko và Iho Lachenkov, chúng tôi đang xây quỹ cho 100 máy bay không người lái Morov tầm xa được sản xuất tại Ukraine. Quỹ từ thiện Sekhi Pritula cho biết, do máy bay không người lái Moroc có khả năng mang đầu đạn lên tới 30 kg và có tầm bay 800 km, nên nó sẽ có những màn trình diễn rất sống động và bất ngờ đối với đối phương. Vào tháng 9, Cơ quan an ninh Ukraine đã công bố hai bức ảnh về máy bay không người lái Moroc đang được Ukraine biến mật phát triển đây là UAV một động cơ có rotor đẩy ở phần đuôi, được chế tạo theo sơ đồ khí động học thông thường. Hệ thống đẩy sử dụng động cơ đốt trong. Ukraine đã tăng cường sử dụng UAV trong cuộc chiến với Nga. Máy bay không người lái Moroc được xem là một trong những vũ khí tầm xa nhất của Ukraine. Ông cho biết, hoạt động phát triển máy bay không người lái đang được thực thi rộng rãi với sự tham gia của số lượng lớn các công ty tư nhân Ukraine. Tầm tấn công của UAV là 800 km, do đó các vụ nổ từ SSU sẽ sáng hơn và bất ngờ hơn. Ông Ole Zemet, một trong những chỉ huy đơn vị tại trung tâm đặc nhiệm của lực lượng sẽ vận hành Moroc tuyên bố. Bản thân ông Oleksiy Danilov, thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng quốc gia Ukraine cũng từng tiết lộ rằng Ukraine đã và đang phát triển chương trình tên lửa và máy bay không người lái của riêng họ để tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga ngay cả khi chúng ở cách xa 1.500 km. Nga tấn công mạnh, dùng lực bao vây Adygea. Ukraine Pravda đưa tin, các chuyên gia tại viện nghiên cứu chiến tranh có trụ sở tại Mỹ đã phân tích các cuộc tấn công của Nga xung quanh Adygea và kết luận rằng những tiến bộ đã đạt được ở cấp độ chiến thuật khó có thể dẫn đến những chiến thắng chiến lược và hoạt động rộng lớn hơn. Theo viện nghiên cứu chiến tranh, các hoạt động tấn công cục bộ hiện nay của lực lượng Nga gần Adipka có thể chứng tỏ khả năng của lực lượng Nga trong việc học hỏi và áp dụng các bài học chiến thuật từ cuộc xung đột ở Ukraine. Quân đội của Nga đã tiến hành các cuộc tấn công cục bộ vào Adipka sau một cuộc pháo kích dữ dội vào sáng ngày 10 tháng 10, và đoạn video định vị địa lý trong ngày 10 và ngày 11 tháng 10 xác nhận rằng lực lượng của Nga đã tiến về phía tây nam Odipka ở khu vực Shavani và phía tây bắc Odipka ở Stepnoy và Krasnogorovka. Các nhà phân tích lưu ý rằng, những điều chỉnh và thành công này ở cấp độ chiến thuật khó có thể dẫn đến những chiến thắng chiến lược và hoạt động rộng lớn hơn cho lực lượng Nga. Dữ liệu định vị địa lý cho thấy, bước tiến của Nga xung quanh Abdipka, tập trung ở phía tây nam thị trấn và các lực lượng Nga vẫn chưa hoàn thành việc bao vây hoạt động khu định cư và có thể sẽ cố gắng làm như vậy. Tuy nhiên, các chuyên gia chỉ ra rằng Adipka là thành trì được củng cố và phòng thủ nghiêm ngặt của Ukraine. Điều này có thể sẽ gây khó khăn cho lực lượng Nga trong việc áp sát hoặc kiểm soát hoàn toàn thị trấn. Ngoài ra, quân đội Nga đã kiểm soát các đoạn đường cao tốc N20 quan trọng Donetsk, Konstantinovka, Kramatov Slavian và các tuyến đường khác đi qua gần Abdiivka. Do đó, việc kiểm soát Abdiivka trên giả thuyết sẽ không mở ra các tuyến đường mới cho một cuộc tấn công nào vào phần còn lại của khu vực Donetsk. Như viện nghiên cứu chiến tranh đã đánh giá trước đó, quân đội của Nga có thể có ý định tấn công vào khu vực Adipka để trấn áp lực lượng của Ukraine và ngân họ tái triển khai sang các khu vực khác của mặt trận. Tuy nhiên, các quan chức của Ukraine đã xác định cuộc tấn công Adivka là một hoạt động đồng bộ của Nga và họ khó có thể thu hút nhiều đơn vị của lực lượng phòng vệ Ukraine sang khu vực này. Quân cảng Sevastopol, Crimea, đồng loạt bị tấn công. Nga báo động khẩn, theo một tàu chiến của hạm đội Biển Đen bị hư hại. Truyền thông Nga đưa tin, thống đốc của thành phố Sevastopol, Mikhail Drasvoyev cho biết, cảnh báo không kích khẩn cấp đã được ban bố ở Sevastopol lần thứ hai. Trước đó, chuông cảnh báo bắt đầu kêu vào lúc 19 giờ 25 phút vào ngày 11 tháng 10 và dừng lại sau đó 15 phút. Ông viết trên kênh Telegram, mọi người chú ý, cảnh báo không kích. Theo cơ quan chức năng, giao thông công cộng đường biển và đường bộ ngừng hoạt động. Trong khi đó, theo thông tin sơ bộ, hạm đội biển đen của Nga có thêm tổn thất mới ở Crimea bị chiếm đóng. Đã xuất hiện thông tin về thiệt hại của tàu tuần tra hải quân Nga, Pavel Derzhavin. Thông tin này được chia sẻ trên Telegram vào hôm thứ tư, ngày 11 tháng 10 bởi cố vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine Anton Cherestenko, dẫn các nguồn tin ở Crimea. Tin cho biết, tàu Pavel Derzhavin có thể đã bị hư hại do một tình huống khẩn cấp bí ẩn gần làng Sevastopol bị chiếm đóng vài giờ trước. Cố vấn cho biết tàu tuần tra lớn Pavel Derjavin đã bị nổ tung. Vẫn chưa rõ chuyện gì đã xảy ra. Một cuộc tấn công bằng tên lửa hay một cuộc tấn công bằng drone trên không hoặc trên biển, hay đơn giản là ai đó đã hút thuốc không đúng chỗ. Gần đây xuất hiện thông tin Hải quân nga đang rút khỏi hạm đội Sevastopol, nơi thường xuyên bị tên lửa và máy bay không người lái của Ukraine tấn công. Ukraine thực tế không có hạm đội của riêng mình đã tìm cách làm tê liệt cảng hải quân quan trọng của Nga ở Crimea, đồng thời tước bỏ quyền thống trị của kẻ xâm lược ở biển Đen. Theo thông tin những gì được biết về con tàu đã bị hư hại, Pavel Dzhavin là tàu quân sự mới nhất của hải quân Nga. Nó được hạ thủy vào năm 2019 và một năm sau đó được tiếp nhận vào hạm đội biển Đen. Sau khi cuộc xâm lược Ukraine bắt đầu, người Nga đã tăng cường thêm vũ khí cho tàu tuần tra của họ, hay chính xác hơn là hệ thống tên lửa phòng không Tor M2 KM để bảo vệ trước các cuộc tấn công từ trên không. Hiện nay, hạm đội của Nga chỉ có 4 tàu tuần tra tương tự như Pavel Dershavin, đó là Sergei Kotov, Vasily Bikov và Dmitry Dorzakev. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức liên quan trong bản tin mới nhất trên kênh HTD News. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư htdnews gmail com Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.